nằm trong khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, nơi đầu nguồn sông Cả, huyện Tương Dương chiếm 17% diện tích tự nhiên và gần 24,3% trữ lượng rừng của tỉnh Nghệ An. Tài nguyên rừng Tương Dương hiện còn giữ được tính đa dạng và khá phong phú. Trong tổng số hơn 223.000 ha rừng hiện có, rừng tự nhiên chiếm gần 98%. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tương Dương là một trong ba đơn vị chủ rừng trên địa bàn. 20 năm qua, kể từ ngày thành lập, đơn vị đã đóng góp một phần quan trọng vào việc bảo vệ phát triển vốn rừng, tài nguyên rừng trên địa bàn của huyện miền núi cao còn nhiều khó khăn như Tương Dương. Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương là đơn vị sự nghiệp có thu được thành lập tại quyết định 938 ngày 14 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Ban đầu, diện tích rừng và đất lâm nghiệp được tỉnh giao quản lý bảo vệ là gần 143.200 ha rừng và đất lâm nghiệp. Sau nhiều lần rà soát, sắp xếp, điều chỉnh, diện tích còn lại đơn vị đang quản lý là trên 86.600 ha. Có mặt từ những ngày đầu thành lập đơn vị, ông Hoàng Ngọc Hương là người hiểu rõ hơn ai hết về những vất vả gian lao của những người làm công tác bảo vệ rừng tại thời điểm đó. Nhận thức về bảo vệ rừng của phần lớn đồng bào các dân tộc huyện Tương Dương còn hạn chế, trong khi đó đời sống còn đói nghèo, lạc hậu. Đối diện với những áp lực tưởng chừng khó vượt qua, ông Hương và các đồng nghiệp phải lăn lộn, bám địa bàn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của bà con. Diện tích thì lớn, được có 7 cán bộ. Thì với cái khối lượng công việc như thế để mà triển khai thực hiện cái công tác bảo vệ rừng là rất là khó khăn. Cho nên là từ cái chỗ đó thì anh em cũng gắn kết với chính quyền địa phương của các xã và sự ủng hộ của huyện rồi là của ngành để làm đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động người dân. Nhưng để làm thay đổi nhận thức của bà con là cả một quá trình. Khi cái đói, nghèo còn đeo bám, cuộc sống mưu sinh vẫn chưa đủ, thì tình trạng đốt nương làm rẫy vẫn cứ diễn ra. Rừng bị chặt phá, khai thác gỗ trái phép. Người dân còn bị rơi vào vòng lao lý khi bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật. Cuộc chiến bảo vệ rừng là cả một hành trình gian nan. Nếu như nhà em biết thì nhà em cũng thực tế như bác Chiếu nói khi nãy cũng không đi làm nữa. Nếu mà cũng biết đó là rừng phòng hộ. Cho nên ai cũng không biết mà cứ mới lao vào đó. Thì có những giai đoạn kịch liệt, đó là diện tích người dân mà phát nương làm rẫy lên đến 5 đến 600 ha trên một năm. Và khi đó thì cái diện tích làm lúa nước của người dân thì gần như là không có. Nằm giữa núi rừng Tương Dương là công trình thủy điện lớn nhất ở khu vực Bắc miền Trung, thủy điện Bản Vẽ. Để xây dựng công trình, hơn 3.000 hộ dân đã phải di rời, tái định cư tại nhiều địa bàn khác nhau. Vì điều kiện sống tại nơi ở mới, thiếu thốn, có thời điểm cả ngàn hộ dân bỏ các khu tái định cư, quay trở lại quê hương sinh sống. Một lần nữa, áp lực bảo vệ các diện tích rừng phòng hộ ở vùng lòng hồ thủy điện lại đè nặng lên lực lượng bảo vệ rừng. Muốn giữ được rừng phải dựa vào dân. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh về tận xã và các thôn bản. Hình thức tuyên truyền cũng được đa dạng, sinh động cho phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng. Theo cái chương trình công tác tuyên truyền của xã hàng tháng cùng lồng ghép thì các cái cuộc họp dân để mà đưa cái nội dung thì các cái văn bản về luật cũng như là nghị định để mà tuyên truyền là phổ biến cho người dân nắm rõ. Công tác bảo vệ rừng đã có nhiều chuyển biến tích cực khi Ban Bí thư ban hành chỉ thị 13 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vào năm 2013. Cùng với đó, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng chính thức được áp dụng. Trạm quản lý bảo vệ rừng xã Hữu Khuông hiện quản lý hơn 17.000 ha rừng phòng hộ nằm trong vùng lòng hồ Bản Vẽ. Địa bàn rộng, giao thông bị chia cắt, chủ yếu bằng đường thủy, nên công tác tuần tra bảo vệ rừng gặp không ít khó khăn. Cùng với lực lượng bảo vệ rừng, các nhóm hộ được giao khoán đều có trách nhiệm tham gia vào công tác tuần tra bảo vệ rừng tận gốc. Đều đặn mỗi tháng, các tổ bảo vệ rừng luân phiên tuần tra từ 5 đến 7 ngày, theo kế hoạch và theo từng địa bàn phân công. Qua đó thì chúng tôi thấy là đi nhiều thì là mình
rừng sẽ ổn định hơn. Và tình trạng phản ứng làm rẫy của trên địa bàn xã Hồ Khuông này, chỗ mới tái định cư quay về thì mỗi năm nó có thuyên giảm so với trước. Đến năm 2022, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương đã giao khoán bảo vệ rừng thuộc các lưu vực thủy điện Bản Vẽ, thủy điện Sóng Con, thủy điện Khe Bố, thủy điện Chi Khê với tổng diện tích gần 72.500 ha. Mỗi năm số tiền chi trả từ dịch vụ môi trường rừng bình quân khoảng từ 16 đến 17 tỷ đồng. Nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các cộng đồng dân cư cũng đã được sử dụng có hiệu quả trong chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Con đường bê tông này là thành quả, là công sức của 175 hộ dân Bản Vẽ, xã Yên Na. Từ năm 2017 đến nay, bà con đã trích một phần tiền từ dịch vụ môi trường rừng để làm gần 1,5 km đường giao thông nông thôn, tu sửa nhà văn hóa, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cộng đồng. Thực hiện nông thôn mới là nhà nước cũng có hỗ trợ một phần, ở trong đó có người dân là cũng là đóng góp ngày công. Thứ hai nữa là từ khi có cái nguồn là tức là được bảo vệ rừng, tức là được trích một ít, và là mỗi năm trích một lần, mỗi ít vào của quỹ đơn vị bản để là mà tu sửa lại cả cái công trình của nông thôn mới. Thành quả này là cái người dân ở đây là được hưởng thụ là sung sướng nhất. Khi mà nhận tiền về thì đơn vị chúng tôi là trích vào quỹ hoạt động của tuần tra bảo vệ rừng là 40%, xong trích vào 40% vào các dịch vụ công để hoạt động các công trình của cộng đồng trong bản, còn 20% thì chúng tôi trích vào để vào quỹ hoạt động các ban ngành đoàn thể. Theo quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương, Kiểm Lâm và các đồn biên phòng trên địa bàn, các cuộc tuần tra như thế này được tổ chức thường xuyên. Từ đó, góp phần bảo vệ rừng đầu nguồn trên tuyến biên giới dài gần 60 km giáp với nước bạn Lào. Với gần 9.200 ha rừng phòng hộ, xã biên giới Tam Hợp hiện là địa bàn có trữ lượng gỗ lớn nhất huyện Tương Dương. Phần lớn là rừng giàu, nguồn động thực vật phong phú đa dạng, trong đó có nhiều loại gỗ lớn quý hiếm. Ở độ cao trên 1.000 đến 1.600 m so với mực nước biển là vùng rừng nguyên sinh. Đây là khu vực phân bố của những quần thể cây sa mu, pơ mu có độ tuổi hàng trăm năm. Bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá trước sự nhòm ngó của lâm tặc là trách nhiệm nặng nề của các lực lượng đứng chân trên địa bàn. Trong cái thời gian qua thì đồn biên phòng Tam Hợp phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đặc biệt là Ban Quản lý rừng phòng hộ của huyện và các cái lực lượng đứng chân trên địa bàn gồm công an, dân quân và ban quản lý các bản để thường xuyên tuần tra kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các cái đối tượng có các cái hành vi khai thác lâm sản trái phép, và trong đó thì chú trọng vào công tác tuần tra bảo vệ rừng. Chiều dần buông, rừng già vùng biên giới trở nên âm u, tĩnh mịch. Mỗi người một việc. Bữa cơm tối được chuẩn bị trong sự vội vã của các thành viên đội tuần tra bảo vệ rừng. Mỗi tháng như vậy, các lực lượng bảo vệ rừng phải tổ chức từ 5 đến 6 đợt tuần tra, chưa kể các đợt truy quét lâm sản. Tính ra mỗi năm, mỗi cán bộ quản lý bảo vệ phải ăn ngủ trên rừng từ 120 đến 150 ngày, chiếm hơn 1/2 thời gian công tác. Lâm sản thì nhiều, phải là lâm sản nhiều nhất so với cả huyện Tương Dương. Một lần đi tuần tra thì trung bình là 2 đến 3 đêm, có khi là lên đến 4 đêm. Trong giai đoạn 2014-2021, đơn vị đã triển khai dự án phục hồi và phát triển rừng phòng hộ tại một số địa bàn. Trồng mới được trên 100 ha rừng các loại, đồng thời tập trung khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ các diện tích đất rừng, cây bản địa để đẩy nhanh tốc độ tái sinh của rừng tự nhiên. Nhiều khu vực rừng bị tàn phá do nạn khai thác, phát nương làm rẫy đã dần phục hồi, tăng độ che phủ. Phần lớn rừng do đơn vị quản lý đã đạt trạng thái rừng thường xanh trở lên. Sau hơn 10 năm thì Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương đã đưa vào chi trả dịch vụ môi trường rừng thêm 50.000 ha rừng,
chiếm 82% diện tích rừng và đất rừng đơn vị quản lý. Tức là năm 2022 thì có cái đánh giá về cái dịch vụ chi trả bồi thường rừng trên cái diện tích mà của ban quản lý bảo vệ rừng Tương Dương quản lý thì chỉ đạt là khoảng 25%, với tức là tương đương với là hơn 21.000 hecta. Thì đến năm 2022 thì ban Tương Dương đã là cái diện tích rừng mà được chi trả cái tiền dịch vụ môi trường rừng đã lên 84%, tức là trên 71.000 hecta rừng, để nói rằng là bởi vì anh có thực hiện tốt thì mới được hưởng cái tiền dịch vụ môi trường rừng này. Qua 20 năm hình thành và phát triển thì ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương đã có nhiều đóng góp to lớn cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện, đặc biệt là góp phần đưa độ che phủ rừng từ năm 2003 là 57%, đến nay là độ che phủ rừng trên địa bàn huyện là đạt 79,44%. Đó là một cái đóng góp rất to lớn. Từ 6 cán bộ thời kỳ đầu thành lập, đến nay ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương đã có sự phát triển vượt bậc. Tổng số cán bộ, viên chức, người lao động hiện có là 61 người. Ngoài chi bộ đảng, các tổ chức đoàn thể, 3 phòng chuyên môn gồm tổ chức hành chính, kế hoạch kỹ thuật, quản lý bảo vệ rừng và 8 trạm quản lý bảo vệ rừng đã dần đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao trên một địa bàn rộng lớn như huyện Tương Dương. Đối với công tác quản lý bảo vệ rừng thì chúng tôi tập trung mấy cái nội dung như sau. Một là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến tầng lớp nhân dân, và cái nội dung tuyên truyền từng đa dạng phong phú với nhiều cái hình thức để người dân dễ hiểu và dễ thực hiện. Cái thứ hai là phối hợp nhịp nhàng với chính quyền địa phương, các cấp, các cơ quan ban ngành liên quan để thực hiện tốt, hiệu quả cái công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ. Cái thứ ba là thực hiện nghiêm túc, linh hoạt các cái quy định của nhà nước, của địa phương về cái công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả cái phương án quản lý bảo vệ rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 mà đã được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến khó lường, rừng tự nhiên đang ngày càng đóng vai trò quan trọng. Nhiều chính sách mới sẽ được nhà nước các cấp ban hành, phần nào sẽ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, từng bước nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc vùng cao. Đây sẽ là những điều kiện thuận lợi để ban quản lý rừng phòng hộ Tương Dương tiếp tục làm tốt vai trò nhiệm vụ chủ yếu là quản lý, bảo vệ, phát triển rừng bền vững, để rừng Tương Dương không ngừng nâng cao chất lượng, tăng độ che phủ, xứng đáng là một phần của lá phổi xanh nơi miền Tây xứ Nghệ.